Đây các bác này, em đây là xung quanh là rừng tự nhiên hết đây nhé các bác nhé. Em dạo cho các bác một tí, xong là bắt đầu vào chia sẻ các bác. Đây là, đấy đằng sau trạm cũng đều là rừng tự nhiên này, này các bác. Đấy, sau trạm xung quanh là rừng tự nhiên đấy, chứ không các bác lại biểu là em ấy, có nghĩa là ong của em này, để các bác thấy đấy, ong này. Đấy, ông đây là rừng tự nhiên toàn bộ. Đấy, bác thấy đây là trạm. Đấy thì dạo một tí cho các bác. Còn đây là cái vườn ong em đang sáo cỏ đây các bác. Sáo cỏ nó đi, bây giờ hết mùa hè rồi, sáo cỏ đi cho nó thoáng mát nè các bác. Đấy, vậy các bác lại theo em để tiếp tục cái kỹ thuật nuôi ong các bác. Các bác mà thấy em chia sẻ hữu ích thì các bác tặng em một like. Vâng, em nghĩa ông Mến Nè xin kính chào bà con nhé. Thì nay em sẽ chia sẻ với các bác một chút về cái kỹ thuật nuôi ong. Giai đoạn này thì ong bắt đầu sẽ con tướng sẽ đẻ trứng tốt. Nếu nguồn phấn như bây giờ một số nguồn lúa này, thì ngoài tự nhiên là có những cái loài cây là nó đã có ra hoa một ít rồi. Đấy, và keo thì cũng có một số cây keo là nó cũng đã nở sớm rồi các bác ạ. Đấy, vậy thì mình bây giờ chỉ cần làm như thế nào để đàn ong nó tiếp thu. Thì sau cái đợt này thì các bác những cái cầu nào mà nó già, nó kém thì các bác có thể là phải gọt đi để cho nó bồi lại các bác ạ. Để cho nó xây lại. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái tổ nào mà đặc biệt là những con tướng già thì những cầu mới thì nó chưa đẻ. À, thì cái này thì tí nữa em sẽ hướng dẫn với các bác, tại vì em sẽ hướng dẫn trực tiếp thì nó sẽ ok hơn. À, tại vì cái này thì thường thì những cái cầu mới thì bây giờ là nếu những con tướng mà nó có nguồn phấn tốt và con tướng mới thì nó sẽ đẻ vào rất là tốt rồi. À, còn lại là... là cái cầu cũ thì nó sẽ bồi. Đấy, những cái tổ nào mà nó đang phát triển tốt thì nó sẽ bồi thêm các bác. Đấy, vậy thì bây giờ mình đấy, bồi thêm các bác. Đấy, vậy thì như bây giờ thì đàn ong thì nó đẻ cái lượng trứng là nó cũng đẻ nhiều. Đặc biệt là bác nào mà chăm sóc tốt cái giai đoạn cách đây khoảng tầm cỡ nửa tháng thì nó sẽ có một lớp quân. Đấy, lớp quân thì mình đã lựa chọn được những cái tổ là bố mẹ nó ngon lành rồi. Đấy, thì chỉ đợi đến 15 tháng 9 mà nếu như ở nơi các bác đã có ong đực. Đấy, thì cũng có một số bác hỏi là ở bên cạnh nhà cách khoảng 5 đến 60 mét. Đấy, thì nhà họ có ong đực thì nhà mình có cho đi giao cấu được không? Thì em khẳng định là được nhé các bác nhé. Đấy, chứ nhà mình không có nhưng nhà hàng xóm có là mình có thể là nhân đàn. Nếu như ong của mình phát triển tốt rồi nhưng chưa có ong đực thì mình vẫn phát triển được nhé. Tại vì khi lúc đó là nó sẽ đi giao cấu với những con ong đực ở hàng xóm. Nên là vì vậy nên là các bác cứ yên tâm là nếu nhà hàng xóm có thì mình có thể nhân trị tách đàn vô tư rồi nhé. Và phát triển được đàn rồi. Nên là cái này thì... nhiều bác là sợ là ví dụ như là ngăn sông rồi là ngăn bờ tường hoặc là ngăn nhà. Cái này nó không quan trọng. Quan trọng là nó cách bao nhiêu mét. Nó mà cách cứ từ, các bác cứ khẳng định là từ 500 mét đổ lại là nó đi giao cấu được. Các bác cứ yên tâm, tại vì từ lúc ở như trong tổ nó đi ra cho đến lúc nó quay về nó giao cấu ở trên một điểm hội tụ thì nó rơi vào từ 7 đến 12 cây số. Nên các bác cứ yên tâm. Nếu như ong đực nó tầm tốt ra là nó tầm 500 mét đổ lại là các bác vô tư. Đấy, là khu vực đấy là có thể giao cấu được rồi. Đấy, ok luôn. Đấy. Cái thứ hai nữa là bắt đầu là cái nguồn phấn nhiều rồi thì các bác nên đảo cầu. Đấy, nên đảo cầu để cho cái nguồn phấn nó về nhiều hơn. Đấy, nhiều hơn và ong nó đang phát triển lại thì và vào cái giai đoạn này ong thường nó sẽ lấy vào lúc nửa buổi. Đấy, nó sẽ rơi vào từ lúc khoảng nếu như ở chỗ nào sớm thì nó rơi vào lúc khoảng 7 giờ. Đấy, còn không thì 9 giờ là bắt đầu là phấn lúa bắt đầu nó tiết ra.
thì là bắt đầu là ong nó sẽ ra nó lấy. Đấy, đến tầm 11 rưỡi là hắn sẽ ngừng. Đấy, nên là cái này nó theo cái giai đoạn và chu kỳ từng cái giai đoạn. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm là bây giờ ong đang chuẩn bị phát triển lại. Có nghĩa là chưa phát triển lại hoàn toàn, nhưng mà nó cũng là đang phát triển lại cái nguồn các bác. Đấy, mà khi cái nguồn ở ngoài tự nhiên có, không có cái gì bằng cái nguồn ngoài tự nhiên đâu các bác. Đấy, và cái thực tế và cái giai đoạn này thì các bác chăm sóc thì nó sẽ không cần thiết lắm nữa rồi. Đấy, tất nhiên mình nuôi ong là chứ cái giai đoạn khó khăn nhất là mình phải chăm sóc, nên là cái giai đoạn này thì mình không cần phải chăm sóc lắm nữa. Đấy, nên là cái giai đoạn này thì mình chỉ có mỗi là đảo cầu các bác ạ, đảo cầu này, rồi là xem coi là những cái tổ ong nào mà nó kém thì mình có thể đổi cầu này, rồi là mình có thể sắp xếp lại cái cầu này. Đấy, và chuẩn bị cho cái mùa để mà mình nhân đàn. Đấy, mùa nhân đàn thì bây giờ thì đấy, bây giờ thì em sẽ chia sẻ cùng các bác đây. Như cái tổ ong này là tổ ong 4 cầu, nhưng mà có một cầu mới là nó chưa đẻ trứng vào các bác. Nhưng mà tứ củ cái tổ này thì bữa hôm em có chia sẻ cho các bác là cái tổ 2 cầu em tách ra, nhưng mà nó đã nở được một lớp quân rồi, thì nó đẻ nhiều rồi, thì đương nhiên là đây các bác này. Đấy, thì như cái tổ ong này đấy, bây giờ nó đẻ như thế này các bác này. Đấy, con tướng là đẻ phên như thế này. Đấy, mà đây là tổ 2 cầu thì đương nhiên con tướng mới là nó sẽ đẻ rất là tốt các bác ạ. Tướng mới đẻ rất là tốt, và cái nguồn nó cũng sẽ rất là tốt. Đấy, nên là vì vậy nên là bây giờ mình chỉ cần đổi nó một chút thôi. Đấy, đổi để mình đây, đấy các bác thấy đẻ rất là tốt này, đấy các bác thấy đẻ rất là kín luôn này, và nguồn phấn cũng đã được 2 vòng rồi các bác, có nghĩa là nguồn ngoài tự nhiên là nó đã có nhiều rồi, thì bây giờ mình chỉ cần rủ ra mình đổi thôi các bác, rủ ra mình đổi thôi. Vậy thì cách đổi cái tổ ong. Đây các bác này, cái cầu mới này thì em sẽ cho các bác coi. Đấy, cái cầu mới là nó không đẻ đâu. Đây các bác này. Đấy, riêng cầu mới là nó chưa đẻ. Đây các bác thấy này. Những cái cầu mới thì có nghĩa là cái cầu thì cầu cũ, nhưng mà chân từng là em mới đấy em tận dụng cái khung cầu thôi. Đấy, nó không đẻ như thế này này các bác này. Đấy, vậy thì bây giờ mình chỉ cần đổi để cho đây đổi cái chân từng này nhé các bác nhé. Đây em đổi chân từng đổi cái cầu này sang cái tổ kia để nó đẻ cho tốt các bác. Đẻ cho tốt nên là vì vậy nên là bây giờ mình muốn để cho đàn ong nó đẻ tốt thì là mình chỉ cần đổi để cho cái con tướng mới nó ra cấu thôi các bác. Ông đợi cháu tí. Cái đang đổi cầu ong ấy. Thank you.
Đấy, mình đổi cho cái tổ hai cầu. Đây các bác thấy này, tướng mới nó đã đẻ thêm rồi này. Và nó bồi này, đây các bác nhá. Tướng mới nó đẻ như thế này này các bác này. Rất là đẹp luôn. Đấy, hai bên như nhau cả nhá các bác nhá. Đấy, hai bên như nhau. Đấy, các bác thấy chưa, nó đẹp như thế này. Đấy, vậy thì bây giờ mình chỉ cần đổi vào cái tổ này thôi các bác. Mình đổi vào cái tổ này, tại vì cái tổ này là bây giờ cái cầu mới là nó không đẻ các bác. Thì mình đổi rồi sau này là mình lại đổi lại. Đấy, các bác mà theo dõi video thấy hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các video tiếp theo.